đỡ xa sẽ mua hàng tại Mega Technology như thế nào? Check. Bọn mình nhận được một đơn đặt hàng chiếc màn Dell U2723QE của một khách Quảng Nam. Sau khi nhận được tư vấn rất chi là tận tình của đội ngũ nhân viên nhà Mega thì khách đã chốt cọc trước và hẹn hôm nay đến test và mang màn về. WhatsApp và không thể ghé test sản phẩm như khách lần này thì cũng yên tâm nha. Mega sẽ thay khách hàng kiểm tra thật kỹ sản phẩm trước khi gửi đến tay bạn. Nếu bạn ở trong phạm vi khoảng cách 15 km thì đội ngũ kỹ thuật nhà Mega sẽ trực tiếp vận chuyển và lắp đặt tại nhà bạn luôn. Còn nếu ở các tỉnh khác thì bọn mình sẽ sử dụng những hình thức vận chuyển khác, đảm bảo đến tay bạn đầy đủ và an toàn nhất. Với mong muốn tất cả các khách hàng sẽ nhận được trải nghiệm mua hàng tốt nhất tại Mega bọn mình.